online ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទរបស់យើងតកតងនឹងសេរីភាពតើយើងសួរថាសេរីភាពនឹងមានអត្ថន័យបែបណាបងប្អូនកុំតិចតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបងប្អូនណាក៏មានចំណាយតកតងនឹងសេរីភាពយើងអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះហើយ អាចសាកសួរបានតើសេរីភាពមានអត្ថន័យបែបណាណាបងប្អូនហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ចង់បានសេរីភាពចង់បានហ្វ្រីដមសេរីភាពអរញ្ញធម៌តើមានអត្ថន័យម្នាក់ខ្លះចំពោះម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះទៅគាត់ថាមានលុយទៅមានសេរីភាពហើយអ្នកខ្លះគេថាមានសុខភាពទៅមានសេរីភាពហើយអ្នកខ្លះគាត់ថា មាននេះមាននោះស្រាប់តែលើការគិតរបស់ម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងណែនាំនៅអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានសេរីភាពសួស្តីបងប្អូនមិត្តភក្តិថ្ងៃនេះTeacher Kinh Doanh កំពុងតែថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារយើងគឺជាGroup Leaderខ្ញុំគេអាចខ្មៅអញ្ជើញថាGroup Leaderគឺយើងគេអាចខ្មៅហើយយើងមានការសាយបន្តផ្ទាល់តកតងនឹងសេរីភាពអរញ្ញធម៌ម្នាក់ម្នាក់គិតថាសេរីភាពអរញ្ញធម៌ខ្លាំងៗគ្នាអញ្ចឹងសេះសໍគឺពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងនៅប្រធានបទថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយអូខេ Christine, please introduce yourself. Hello, Alfen. How are you today? Welcome to our new Khmer Lobo on Tuesday, 9:30. My name is Christine. I live in USA, and I'm really, really excited to share with you the topic freedom. What freedom? What does it mean for you? Everybody think different way, and I love to hear from you too, and I love to share with you what I'm thinking about freedom. What does it mean for me? And I like you to see you to enjoy us and tell us, share with us, what does it mean for you too? Ogun. Bong, I unmute yourself. Okay. អរគុណ បងប្អូន មិត្តភក្តិ ដែល កំពុង តាម ដាន ហើយ teacher Kim Yan គឺ ជា ស្ត្រី មេ ផ្ទះ ម្នាក់ ដែល មាន កូន មើល ថែ ជា ពិសេស ហើយ មាន កូន 2 ប៉ុន្តែ teacher Kim Yan មិន ដែល យល់ លេស នៅ ក្នុង ការ រៀន សូត្រ ឬ ក៏ ធ្វើ មុខ ចំនួន ទេ គឺ នៅ ផ្ទះ ក៏ អាច រក ស៊ី បាន ដែរ បងប្អូន សម្រាប់ បងប្អូន ណា ដែល ស្ត្រី មេ ផ្ទះ មាន សំណួរ តាក់ទង នឹង សេរីភាព អរញ្ញធម៌ ហើយ នៅ ផ្ទះ mưa thai con hai ai có chung châm bay ba con đa cái lại na của dương ai được tư bàn dương ai miên sầm nua xua nơi tram nấy hai chlái nơi ở vậy đài dương chong chlái vậy đài dương chong xua dương ai xua ai chlái nơi tram bị ổn hiệp bàn chào bà con sẽ xóa xâm nay nóm luôn không? Đang ngày nhóm giải sóng hay nhóm nơi bật tế Campuchia topic là bọc bụi dương ảnh cứ freedom, xe rây phiếp chẳng ta nè tặng ạc này dô chẳng nạn ai chấm bụi xe rây phiếp nè tặng ạc này kết tha phần màn chấm nách đại dương của tài miên nơi không chỉ vất đâm bay bằng pinh nơi xe rây phiếp bọc dương tặng ạc này anh dạy bàn tha nè khá quát kết tha quát trời ca khai tơ chỉ nạc miên lưu tràn vì cứ chia freedom bọc quát hay nè khá kết tha sau có phép đầu ó cứ chỉ freedom bọc quát rồi ngồi có anh vậy bạn ha miền sầm rót đó sắp áp cứ chỉ freedom bọc quản chẳng anh là tặng khi vô chẳng là đây chồng cô bị tha freedom freedom cứ ở xe đây phép là tặng khi vô chẳng là đây chồng cô xe đây phép sầm rót nhóm nhóm có sở lãnh xe đây phép đôi kia tại xe đây phép là bọc nhóm ai cứ lơ ca nghĩa chẳng là tặng khi ai ở tam đàn snap video bọc quý dân tặng khi dân bọc sai là không video bọc quý dân bị xe đây phép nhưng đọc từng cái kia ok Christine oh my god sister sister yeah so Maya can you can share a little bit yeah okay introduce yourself Maya
Business cho mỗi khi cha ca thôi chùm nuôn chà nâng ngày chân hai bóng phô đăng ọc ní đang nơi nông sân cùng Facebook rư có mật phẹ bóng phô đăng ọc đai cầm phông tam đàn cho mỗi khi ní sâu mật tam đàn tăng ọc ní chà sâu mọc con ọc con ok Christine first I'm sorry I will white color today. Today is supposed to be wear black. I take my son go to school, and I still sleeping again. My mind. I thought I go back, and then the traffic so bad. So I don't want to be late for our Facebook Live. So I don't change my shirt. So anyway, but for me, black and white is my favorite color. But black is more stronger for me. My favorite color black is mean for the leader. So the leader is always love to be the freedom. Right? Okay. I would like to translate for a little bit. Christine got it. Got some talk. Some of my name. Good. Just hang on here. Hang on here. Some of young. Good. Young. Tell that. Yeah. No. I bought my. Vậy tới ở đằng ngang kia nó bay đấy đằng ngang kia ban mới bị đau cụt dương đằng ngang kia cụt tay chập ở rắm từ lò bay đấy chỉ cả slip pẹt mà cụt dương ta ngày chăn cụt dương slip pẹt bỏ ấy ngày kia cụt dương slip pẹt bỏ ấy sắm lắp ngày kia cứ dương nó bị ai bỏ máy cứ bệnh chạy ha cứ chia dương trong prai khai cụt anh tư chỉ nhận được nòm nó ngày bỏ máy cứ bệnh chạy ha dương miên tham một bộ khăn khla ở trà hay dương coi chim nó mình nhận đấy chỉ nhận được nom đòi o phong này bàn tay quạt không tô sập rạp ngay nữa đòi sao ta quạt thử ngơ vì vừa lâu mình chẳng hay quạt đâu đâu là toàn ở ngồi kê nhưng chẳng kê đang tiền đang ngay quạt ha việc cứ chưa chấm nón chấm đôi chặt quạt quạt so quạt mai bàn tay quạt mai việc cứ tham một bộ lăng kha chừng quạt so bàn tay sập rạp ngay nữa đòi sao ta quạt đủ bộ cái hiện tại đây chẳng na chẳng quạt có bị ai quạt so chẳng có sập tô nhà tàng kia vì pro ngày nay cứ dương miên miên sketchup thì sang dương miền ở cao thiện bao dương riêng loạt hành kia dương thời tâm black shirt alright no worry okay no cool forgive me okay so I live in America everywhere I'm go you will see freedom of speech in America and freedom you do whatever you want they so I love America because the freedom for the people, but just your joy. You want to be joy for yourself, freedom or no? But America allow for the people freedom of speak and freedom make a choices for them their life, right? And they always before the big sign for the freedom underline, they always say the freedom you have to pay the price for the freedom. Okay, nâng ngày quạt ha, quạt rô nơ xa rõ làm bệnh, hay quạt bật chìa bệnh chật tìm cái lãnh đáy quạt rô nơ, vì bố bia, bắt đo xe rây phiếp ở quạt, cứ cái lãnh ngôi đáy bắt đo xe rây phiếp, mình ha, cực cái lãnh thằng ơ, dương chùm rơ, dương miên chùm rơ, nơ xa rõ làm bệnh, cứ dương chùm rơ này, xe rây phiếp bỏ dương, đôi chìa càng dây đây, dương miên sức nơi không ca, này dây, rồi có dây chọc mạng ở mùi chăng á, nâng ngày chăng quạt bình chất nơi xe rây phiếp hay nơi xa rốt ảm rây phiếp chẳng cứ cái áo đầm lấy từ lơ xe rây phiếp nơi ngày xe rây phiếp cứ chứ đầm lấy được bọt nẹ. Yeah. And I think that is so true. Don't you think? It's very true, right? So for individual our life, what you think about the freedom? And for me, first, freedom, I can make the choices for by myself. I love what I can do every day, okay? And okay. Yeah, go ahead. Okay, nâng ngày quạt ha, ta nâng cực dạng nào đây, vì chỉ cả đại đứa tế xâm rập xe rây phiếp. Đôi quạt chẳng cứ quạt miên xe rây phiếp
chia 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 chùm rơ rồi bắt quạt quạt u tờ hoa tha nơi không ca kết bắt quạt chẳng quạt sở lãnh có trong phơ bấy mùi chẳng quạt chẳng chưa rơ phơ tam bệ đồ bắt quạt nâng hai cư chia xe đây phép đại quạt kết tha quạt miền cổ bổng nóng trong phơ bấy mùi quạt ai phơ man tam bệ đồ bắt na quạt ai chưa rơ nơ ở bay đại quạt trong phơ nơi không chỉ vật bắt quạt đập bay ao chỉ vật bắt quạt rì rì quạt miền ở xe đây phép nơi không ca chưa rơ hello, chị vượt qua quận hai cư ở chia sẻ đây kiểm. Alright. Yeah, number two. Number two, I don't like to be controlled somebody. I follow the rule for by myself, the rule for country, the rule for the government, the rule for work. But I don't like to be anybody control what I'm doing, what I like to do. That for me, that's the number two. Cha vậy để quạt mình cho chất nâng quạt ọc cho chất nhẹ đài trụt quạt tì khang chất bạc tì khang nhẹ đài nâng lơ cực rôn dường nâng ngay cứ ca dương hồ si chừng mùi đai cu ha sạc trăm bạc tên nâng dương ai rơ đai cu đòi luôn ái dương rơ dốc mình nụ gỡ mình nụ đai dương ai tục chất ban dương kết tham một năng là ó cứ song tăng mỗi khi ban là ó dương ạ đa từ một kiểu mỗi khi ban là ó dương mình bạn chăm đi tha thay chất nhẹ na vấn tế mong ôn cứ trong ban sợi thiệp nhẹ đại trong ban sợi thiệp thị trấn cứ chiên nhẹ leader cứ chỉ nhẹ định đập nón chân nhẹ đập nón nhẹ tầng ó kia trời đăng tham nhẹ đập nón trời tài miên cá lẹ bỏng chả miên ca lẹt bóng từ lỡ ca đại dương vỡ hai dương lẹt bóng từ lỡ nhẹ đại đi tha thua ca chỉ mỗi dương chả so number three I want to be my boss the boss me no boss for me I like to work like everywhere I want to do so I don't want to stay one place and do one thing. You know, it makes me feel like I don't have the freedom of my life to be, you know, to go somewhere I can work or do something I can like. You know, it's flexible for me. That yeah. Would be the freedom of my life. Cứ na, cứ tiệt bay nên quạt cho chất đa, vơ ca cục ti cả lại, đại quạt trong ban, đại chỉnh mũi cru xa, rồi còn chỉnh mũi bom on. Mất hẹn là bọc quát cực tí cả lãnh, cứ quát chăng nơi mặc lãnh. Đây ơi, mẹ rõm tha dương ọc miên ạc tẹp tôn rưu thường nghiệp ổng tên mẹ đọc tầy. So, of course, if you love the freedom, you choose the freedom, you have to pay the price for the freedom. Nâng này, bà sân chỉ dương trong ban freedom, rưu dương trong ban sở rầy phía và rảnh mật thốt. Dương trơ tài miên ca lẹp bóng. Ca lẹ bong nâng mẹ nà. Ca lẹ bong nâng trâu tay mơ mặt vô bia pê vỡ lia cờ rốt pê vỡ lia vô bia rốt ngay tụ bay mình toàn ban xâm rách có dương trâu tay thơ đó là hốt đó dương chặt cột đai được bỏ dương bàn. So I think it worth it because you know you pay first, right? And then it worked it for you the rest of your life. Then your life to be control, and in the end of your life, you feel regret. In your life, you cannot do whatever you love to do. Yeah, có ra bà sân chìa dân miên nhạc na control đôi chìa lấy dương tư thua ca nơi chùm mũi kê chẳng kê control dương là hộp control đo ngay nam muối lấy dương kết tha dương nơi khmer dương ai nơi miên đồng lãng thơ ban dương nơi sở lãnh ca nhìa hay chưa chạy tha ca nhìa group of pet bong bong kết tha dương sở lãnh nhìa môn nâng dương cho tư thua ca rồi có dương riêng chùm nghiên ấy muối cứ dương sở lãnh ca nhìa nâng ngay con tay dân kịch là ngày nào muối dân nâng thôn tròn hai dân lần miên lên miên cầm lại
dương kiên ấy dương mến thôn nâng ca nghe rồi gặp áp ca nghe nâng ấy phân tái dương lên miên cầm lãng nâng đa tiệm chẳng cứ ca nghe rốt si chụp rộp bóng dương hai sập răm bật tê đầy cu hai sập răm bật tê nâng cứ ập vậy đại dương cầm phương tại đặt nâng đôi chìa dương pay first dương pay first bà này tha dương lạc bóng aoi ca riêng ca đặt tôn nơi pê vừa lìa rộp bóng dương ca riêng rộp bóng dương đôi chìa prạng xong chứ là lấy dương cho chùm nôn tinh 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 hay chùm nôn nó vì can tờ hay viên miến đây tha nhạc đại cho màu ở cao dương nó vì cho mua cam dương là hộ chẳng dương can tờ can tờ can tờ em muốn bổ dương dương bàn tích với bằng bốn á được prạng xong chân mẹ dương bị vọt nơi thế này chả chẳng phải đại dương cha hay dương mình chăm bạch nơi trời tại rô cao ngon non đau tại chặt cao ngon non ấy cứ dương chặt tới dương ạc rình lạc bàn rình lạc cứ dương mẹ rộng tha dương thú chiến ca đại dương nơi mình mà xin chỉ dương thơ cao ghế cứ prạc nâng viên nơi phân năng phân năng phân năng giang trở anh kêu tà lãng ao dương mạnh tích tà lãng ao dương mạnh tích chẳng ta bóng ôn trong ao prạc hai rồi bóng bóng ôn rồi thay ngay nâng vì control bóng ôn đại được ạ chẳng dương cua tài miên ở vậy đại dương trong chiên chanh pi cả lại ca nghe là bao nhiêu dương mình bật không ai bong ôn từ lẽ nơi ca nghe là bong bong ôn cháo lệ con tay bong ôn trời đăng tham mốc là bỏ nít cứ chìa prạ sinh trợ sản phẩm là bong ôn hai cứ chìa với đại dương ai có rốt chùm nô bằng thang rốt chùm nô bằng thang ai chui đó cua xa đôi nhóm chứ nhóm nơi tè chứ nhóm ai rốt chùm nô cho đó cua xa chứ dương nắng tít 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 chứ nhưng đôi chia ở vậy đại dương thường xong con tay nghe là cốt dương nắng relax dương mình pay mình prui dương mình khai thác rồi viên thì dương mình thôi ca là hột đầu chả ha bông bông hay à ca nghe dương dương sờ lạnh dương nơi tập phơi từ hay dương chọn sôm chơi bông bông cho rúm nơi con ca rốt xi chừng mũi dương cứ ca rốt xi bông dương nắng cứ mình chăm bạch bong ôn trời tại miền đam tôn thông rư cò miền đam tôn nhẹ đại miền đam tôn dương à chui bong ôn tam nhẹ đại ở miền đam tôn nhẹ đại miền đam tôn cọt đào lươn chiên nhẹ đại ở miền đam tôn rư cò nhẹ đại cọt ở miền đam tôn ta cọt miền sầm mặt hiệp ấy đam bay bằng chân chân nơi không còn dương cứ dương miền mình nô đại chắc đam thì ở đam tôn hai cọt cái rốt chẳng nổ bị cái lại nghị bàn chẳng dương trong xong chơi bóng ôn cho rốn là không ca rốt xì cho mỗi cụ dương chẳng. So, let me share a little bit more for you to think about for yourself. When I came to US over 20 years, no social media, I have to check, see what the job you give for me to be the freedom at that time. So I work in a nail shop, like if I have customer, I have a money. If I don't have customer, I don't have a money. So, but if I go to the factory to work by the hour, they pay $7 for hour, right? And you know exactly that day, you can make average $50. But I go to the nail shop, sometimes I can make $50, sometimes I can make $100. So, or sometimes I can make $30, but I have a chance to make more than $50. So, and then the, my time, I do whatever I want to do. I don't have to be on time, you know, by hour. So that I'm too for that kind of job for me to able to make more than limit. Yeah, got time. The pram chanam mon, to got no to work on, no to no nail shop, got the miền nail shop miền hang thưa cái chỗ nơi xã rót làm rồi cứ quạt nghe rầm ha quạt trong rót ở cả mùi nát đài quạt ai chênh pi cái lại đài cái chỗ nắng cứ căn tay mặt ngay thưa ơi sau cái phía quạt tôn sáu
hay bề khác miền nhiều tới dừng ó nè bề nè ở miền nhiều dừng thầy đời xa ấy dừng trời tài bằng lại hang bằng lại mẹ đại thừa cao dừng tập lớn tập ở nâng hay sắt ở vậy đại vậy tập ở nước sắt tài qua trời tài đặt đam trong chảy con tài phẩm án của mỗi năm muốn cứ bong ôn mật mật thẻ là bọc quạt nước mật chất nhật bọc quạt nước bàn anh chơi quạt một Roxy chỉ mỗi đại cô ha sập ram được tệ chẳng cứ quạt môn đồ bốn quạt đăng vị một đồ bốn đăng tăng nhiều với bên tay quạt rồi quạt tha quạt mình thử tại tới cho luôn Roxy chỉ mỗi nhẹ tặng ông đăng ấy của ấy quạt miền mẹn nè on nà cứ quạt bạc hàng cả chợ hay quạt từ tour ban chụp chơi hay quạt miền lôi tràn đá bên tay đập về chân tới ngày muối cứ mất hẹn rồi bọc quạt chỉ chơi quạt từ tì còn như thế để quạt cực thà đập về quạt khơi mất hẹn quạt làm lời trả hay miền lôi miền ấy hay mất hẹn quạt chặt đàn vì ở miền lôi sao hay ở miền bong on sao con tay cứ ở lớn nữa khơi tha phụ mẹ quạt cứ khật khấm cứ quạt láng từ vì ấp nắng láng từ khu chiên quạt hai quạt miền sài phiệp nước quê bờ lia sọc của phiệp thưa ca lại na của ban chu từ thưa ca lại na của ban chưa được về thưa ca bên na của ban chấm đôi ôn là bằng ôn do lễ ca đại dương à rất nơi về lìa đại dương thua ca ban ưu tiệt họ ngày nị ưu tiệt họ ngày nị á thì chơi kim gián ở chung con tập bè ok chấm dương miên con ca nghe là bao dương chăm từ tu thua ca chấm cứ thì chơi kim gián tập bè men con tái lôi chầm nổ nên bạn chấm ban này thành chấm á bằng ôn cứ dương dương tư lại ná rồi dương ai thua ca ban này cùng ao tại dương vô lấy nơi ở vậy đại dương mình thua sọt đôi ông mã tha dương từ pè ngon côn dương từ pè miền tây nhà hà ấy chân bon bon mình hẹn nơi nông ở trong ca nghĩa cứ quạt quạt đi tha ấp tô ao dương nơi đi tha lực lên ao dương lực lên ao dương chân cua ca đại dương ca chỉ chạm bạch từ mơ côn dương mơ đây dương với đại dương chạm bạch. Yeah. So 6 years ago, when I see the social media networking work on the world, and the people can travel the world by sitting one place or do something else or go somewhere else, anywhere they go, they can explore their business, and it make me very interesting learn how to can able to do the business like that, not in local, not in sit in a nail shop, it's one place and one city and all the local people. So when I see that vision, there's a more bigger freedom for me. So I'm to the network marketing, and now I'm really grateful to have our beautiful woman strong team and then the company big global. So that it means for me that the freedom for me, it really, really helped my life change when I see that more bigger. Now, for mỗi năm môn, quạt bàn nhẹ luôn là ca đài Roxy Online, ca đài lãng là ca Roxy Online, cứ thua ai quạt nhẹ luôn tha nhẹ đài Roxy Online, cứ lươn mềm tệ. Ca sân tốt rồi bỏ quạt lươn mềm tên. Chẳng quạt ở trong môn nâng quạt nơi chia thảo cái lụ bạc hàng mùi. Chẳng quạt ở trong tha ôi côi mà cả lại nâng tê khắc miên nhiều tơ dừng o tơ tê khắc dương ở miên nhiều tơ dừng phay tơ. Chẳng nhưng quạt khơi nha nhẹ đại thua ca online nâng quạt ai một côi mặc lại, quạt ai đa cả lại xem, quạt ai đa tới một tay xem, quạt ai đa crop ti cả lại, chỉ mỗi crom rùa xa là bao quạt, quạt nơi quạt khơi bạn ấy cứ quạt ở trong bàn nọ cả bạn nữa, chẳng bàn quạt chặt đám
cho luôn nơi không ca Roxy bài network marketing nâng này network marketing ban này thà bóng phố network marketing nâng ban này thà mấy cứ ban này thà chương Roxy tam bộ quản ông mà thà nhóm sẽ xóa cho môn gặp má bóng Maria chân cái tuột máu nẹt đại nơi cầm cầm bóng bồn tiệt chân xem network marketing nữa kê tha as long as you believe in this business you will be successful cứ dừng chưa nơ vậy đại dừng vỡ hay dừng chạy lại hay sầm khan tiệt dân trâu tài đăng tha krom hôn rưng nà na cứ ở với nẹ na đầy quát nâng nâu bì lơ mục lò bò môi nâng nẹ na nẹ bà ca mục lò bò môi nâng nẹ na chỉ nẹ phần lật tập hò nâng hay dân ai tục chất phần lật tập hò nâng ọ dân ai nhăn luôn ai bàn ọ dân chưa chạy ấy kế đại dân ai chưa chạy bán dương chưa chạy nữ ở vậy đại dương thơ hai dương một tỏ cana đại dương ấp chưa ấy sọ dương ấp chưa dương tao chạy một lệ tao dương miến tầm nọc chất đơn lơ ca chạy một lệ tế ấp miến tầm nọc chất đấy dương tao đại đấng ti tăng nơi ca phần lớp nẹ na tư nẹ thơ hai ấy bán chỉ dương chưa chạy nè hay ở vậy đại dương chưa chạy rồi ngay dương chân mau chạy mình lại nữa rồi là vậy đại dương chạy mình lại cứ dương xoong cắt luôn ấy ở vậy đại dương mình bàn xoong cắt cứ dương mình chạy mình lại tới bằng bồn tề đôi chia ưu tiên họ phải là tập họ đại dương chạy tránh cứ dương prapra sầm rập luôn ấy hay dương chạy tới bằng bồn nha. Okay, that I'm share with you, that I'm thinking about the freedom, that's the gift of our life, if you can see that. And because life, for me, it has to be challenged. If you want to be safety, work by hour, and live in the box, it's life is really boring for me. So, but I see lot of people. Do you think your salary is safety, it's not safety? Right. I know. When you old, you getting old, and then you not healthy, and you lose your energy, not healthy. Yeah. Because that's your choice. That's the people's choice. But for me, I love to be challenged to be pay the price for the freedom, and I can live the best life, my life every day. So, and I like to want to hear from you, sister. Share with me. Okay. Yeah, ແລະបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយើងនឹងអាចបញ្ចេញមតិបានតកតងនឹងសេរីភាពតើបងប្អូនគិតថាសេរីភាពការមានអត្ថន័យបែបណាកុំភ្លេចឆ្លើយនៅក្រោមវីដេអូនេះហើយបងប្អូននេះគឺជាផ្នែកនោះខ្មែរដែលយើងបង្កើតឡើងប្រហែលជា 3-4 ដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរណាត់កំណត់គ្នាទៅវិញទៅមកតកតងនឹងស្ត្រីមេផ្ទះយើងមិនតែចែកតែការរកស៊ីទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងចែកចំណែកនៅការគិតតើស្ត្រីយើងអាចគិតដល់កម្រិតណាហើយស្ត្រីយើងអាចធ្វើបានដល់កម្រិតណាហើយយើងមានបទពិសោធន៍យើងចែកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទុកជាចំណែកដឹង នៅក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនណាហើយបងប្អូនឃើញ Facebook នេះមានប្រយោជន៍ចំពោះស្ត្រីខ្មែរយើងហើយសមាគមខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកកុំភ្លេចแชร์វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានចូលរួមហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលឃើញវីដេអូយើងហើយបងប្អូនគិតថាអុយអស់ចាមែនស្ត្រីអស់នេះអស់ចាមែន ចង់ចូលរួមជាមួយពួកយើងអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះឬក៏អ៊ីនបុកមកទីឆាគឹមយ៉ាឬក៏បងប្អូនយើងនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានដែរពីព្រោះយើងស្វាគមន៍ស្ត្រីដែលគាត់ចង់រៀនហើយចង់ធ្វើ business ចង់រកស៊ីជាមួយពួកយើងចា៎យ៉ាហើយនិយាយទៅ
chúng bong Maria ban sai hay nữ chạy tôn nâng freedom chạy tôn nâng sự đại thiệt ta ca kết là bong 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 Maria cứ sản phẩm bong cứ freedom cứ miền này tham mệt sự đại thiệt phải làm được thôi sự đại thiệt dân vậy ta dương sự đại thiệt dương miền sự đại thiệt ta dương miền này bạch mệt cả dân học công trở nên cô kim giám sầm rạp Maria rồi thằng ấy ní cứ nấu bầm ra ca nghe ok nè lão ấy tây cha dương ở cất tha pro ai việt miền bắc quan đang ở ca nghe cha cha bà sâm chia dương thơ hao dương đang ở miền sài phiệp mình mẹ thay dương thưa đầm nà từ thưa ca nghe từ cứ đầm nà tầng on đấy đầm nà ca tầng on đấy cứ thưa nơi vì thầy online ở miền bắc quan là vậy tầng on chẳng nhom miền mục nghe bị bay sợi phết mình tên pro tha pe thay ngay bom vậy máu tích na bom phaon tích mình tên già sầm rạp đại dương thưa ca nâng tích hỏi dương mình mẹ bom vậy máu nâng dương cứ tại thưa ca tới dương miền rì lạc bây giờ dân thì lạc lợn nắng đôi chờ nhom ở ban sập nơi một cô trực chơi chứ quát tha quay đai tầm nế nét đai quạt kết tha trong tha miền chả quát tầm nế plat quạt mở Facebook vẽ quan chỉ môi ở vây đai thưa ở quát incredibility cứ thưa ở quát đi chầm ra nơi cầm nứt đai quát ở miền cầm rong plan tha dân công ao dân kết tha dân trong ban tay mà mơn cứ dân trong ban pi mơn tới pram mơn nằm bay dân rất ở toàn hay chẳng ai ban nhâm tha về tầm nề mỗi vị nhiệt tí cứ sầm khăn na sầm rập ca kết đôi biên ghép dạy chàng chả có tha về mảnh tích có trong vô tờ phía xa cây sông quạt chua quạt một bạn na rồi ấy dân một bạn na về về lìa hay nhâm sắp hay nhâm tha vật chỉ ở chả hay nhâm mẹn tha cro nâng miến dương cầm ao này dây tha pi trop sầm bạn cro cứ cro cầm nết miến cầm nết chả chân nẹp đại quạt miến cầm nết nâng quạt sau sđai na môi vị nè tí môi vị nè tí quê đại quạt căn nè lơ smartphone cứ quạt miến chầm nét nơi mình tha sđap mình tha mớ cứ môi vị nè tí bọc quạt cứ ao chả mình tha châu bắt tục tật kê chả chân hai ban nhâm tha hai tay ban du hai khi nhâm ban score nơi vị thầy online đọc ao chả này chân còn vay máu nhưng thôi ca cái âm niên bẹp còn lời chả từ lọc mà với dân trong thơm ở vị thầy online mục bò ấy của ban còn ta so mà dân kết tha khi nhâm trong ban ao tràn bằng phát đám bay pro lôi mình ai stock tới lôi tới tái vừa chung chả chẳng ban chia sẻ rơi phép hay là vật thấu này cứ ở cha xâm rạp nhóm tụ bây giang nà cả đời sau mọi mất phê bóng phôn tặng ở cha bà sân chia tha vì môn Maria cho chất tạo mơ rưỡng thay cho chất tài ở sổ phê nhé cha lời này cứ đại phê về liên sổ phê có miền ở smartphone này cha pro tha phê đại dương chanh là lớp social media phê ná dương vô chùm này mà chai chun bong paon rum tiang khluon ai phong dai cha thveu oi mien kumnat chnai padan chang nyom okun neu nu khmae chea satrey da ochcha ni chea bisai neak kru Christian neak kru Kinyan neak kru srey so ku ochcha ku pel velia khmien pel tamne cha nyom som oi bong paon tang os kat hai nang sanaya tha khmae jeung satrey to neu tiah to bay thveu ka to bay neu ti na sau mà cho room tất cả các nền tảng online cha, xin nhâm sớm học quân cha, nhạc hậu cha, nhâm miền cao trái đầm lệ bên này cha. Cha, nên ngay sẽ so ngay nên cứ xa bóng ôn cứ chạy tôm nên sợi phết ta ôn trong nhà xa đám nhà ta bóng ôn riêng bạn nào cha, xin chào. Cha, chúng mình xuống một đằng tiếp hai câu học quân, sản phẩm thêm càng nghe là bao phụ dương, cứ đi đi miền tây đại bản giấy pi sợi phết. Việc tha freedom, việc tha xây đầy phép cư chỉ việc mùi đài thông thêm bằng phát xâm rạp mô nông cực kìa. Bần tay khoản tha bê khá, dương mẹ rằm tha dương trong an xây đầy phép. Bần tay bê khá dương ạ đang có tha xây đầy phép
cứ chia vay đó sẽ lấy kiếm mấy khác đây dân cấp hai chia sẻ lấy kiếm tức là nhóm ăn cho riêng chúng mình đang ở trong con chị chán tại tay tay dây phi sẽ lấy kiếm đôi kia hai nơi không chỉ vật vấn đúng mà nè sẽ lấy kiếm lại cực quan sản phẩm dưỡng cư dân anh miên đo tờ ở bảy chục nói financial freedom health freedom and ôi em phụ mùi tiền bán freedom time freedom trong vậy à cứ xây đây phía phải pe về lia chẳng chỉ vật mà nu mật tha nè tặng ăn kia đại con cái thay ơi nhâm trong ban xây đây phía bài này trong ban xây đây phía bài nu quan tài xà rộp chưa rúm cứ bày chậm lệnh này cứ chỉ riêng sầm khăn nơi trong chỉ vật và thần bà dương cái thay ok dương miên financial group grant dương miên lui group grant nơi trong chỉ vật xây đây phía đại dương hả trong trai pe na các bạn hay dương miên phải chậm nô đại ai cho miền tranh miền cho chia từ bình từ mộng chẳng hạn đang hay cứ chia financial freedom chẳng tặng bay chấm lạnh nên việc cứ chia riêng đại dương phạm mình bàn để xe đây sọc phiệp đội kia mà sân dương miền lui men phần tai mà sân chỉ sọc phiệp dương mình ó ta xe đây phiệp nơi cả lại nè mà sân chỉ dương sọc phiệp mình ó phong nè chẳng dương lui mà đập bay ấy hai mươi tiết mà sân bay dương miền lui miền sọc phiệp ó hai phần tai dương miền pe về lia sầm rập con con chỉ ti sờ lạnh, sản phẩm cua sa, pha mây đầy một phun, mình đại bàn chụp kia, trường miền lôi bật men, ăn ấy tích, chạy lôi, ăn ấy tích chạy lôi, ta sẽ đầy phiệp nơi cái này nè, chắc bay chấm nốt đi, cứ chia vay mũi đại dương, mình ăn khoác nơi cái này nè, mũi bá này, tăng pe với lia, tăng lôi cạ, nơi này tăng sọc phiệp, dương tây ca tăng bảy, chắc cái này nè, cứ chia cái lấy mũi đại dương anh em mà thắc bác sẽ lấy phép ơi nhà cục khi anh riêng bị tin này bán rất là bao nhà cực tha sau lấy sẽ lấy phép với phụ dương chẳng dương chưa sạch trái phần tay dương miền mindset đó ở cha phụ dương miền mê được nằm đó ở cha dương miền mê được nằm ở cha phở dương miền ca cực khăng khla strong phở ơi dương cứ chưa sạch trái đại khăng dương có sau lấy sẽ lấy phép dương chẳng phở bày đại dương chẳng phở út họ đừng nhầm chẳng ở rồi ngày nay cứ miên mình nuôi chị tràn lại cất mà lời nhom than chạy mình đang phơi online nhưng mà anh phải giáo ấy kê phân tay viết cứ chi à rắm môi này này nhom nè mình men chị nhom nè mình đăng này phân tay xong rắm nhom nhom sơn lan nhà vay để nhom trang phơi hết ấy nhom trời đập nè đập tay bê khăn nhom miên làm than nhom on chật thì pro miên mình nuôi chị tràn tay vậy mà can nhom than kèm cho chặt đấy nè lại phơi trang ấy trang tử vì bố kê cất hai dương nó trong show nó lơ online nó đập bay ấy xem xe anh chẳng tử đập bay ở phở khó anh chẳng tử nó ngày phân tay nhóm ở nhóm tay anh ta cất tà lọc ở bên ta hết ấy ban chỉ nhóm mình ai phơ nó bay đẹp trong trong phở nít cứ chia xe đây phiếp đại dương thằng ọc kia cất hai trong bàn mọc vì các cất là bỏ nẹ khó phí nhóm nẹ cất hai nẹ phơ bay xe anh chia xe đây phiếp bỏ nẹ nhưng xâm rạp nhóm nhóm cất hai ca phơ bỏ nhóm vì chia xe đây phiếp bỏ nhóm đôi kia nàng ngày hai có chia xa môi phía tới nè tạc phía present bar nè tạc phía nè tạc cất ha khlạch mọt nè đập tay nè tạc phía kìa mình thang ngay rộp cái đây sốc anh khơi ho hai có mình anh rộp ở xe rây phía bình linh đại khuôn anh chẳng màn này nha nàng ngày cứ off con mình tên hai complex present bar nè tạc phía sở lanh thêm khmai global bỏ phụ dương cái ai cho rùm vui phụ dương màn comment để khẳng trọng video rồi có inbox mà can thêm ca nghe bỏ phụ dương màn nên cứ chia freedom đại nhóm trong share tại nơi các nhà thật tay tại miền bay chậm lệnh này ông con wow nàng ngày I'm so proud of you all the sister nàng ngày nhóm miền mô tập nạc hiệp khăn mình tên chậm phúa bom ôn dân nơi khăn group lưu khám ái chẳng cứ sử máy COVID nâng nhà rõm tha mà nẹ cứ miền sầm biết miền stress trở nên phần tay nhưng kênh thay trong cái gì là bao nhiêu cứ go 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 cái nè làm thay ai chạy lệ kia từ bên cầm máu nè khát tới cọt cha nè khát tới cọt cha cọt tháo còn thông thông mà hay lên là bộ mỗi nhóm mà hay ai nè khát tới cọt thắng nhóm admin đây nhóm admin đây ấy, chứ nhóm ai cho luôn cho mỗi trong stress năng bàn chứ nàng ngày hai nhạc khác có miền đây tới miền tục là vải tới cơ quan ai chạy lại nước nông cột con càng nghe là bao giờ ngay nhom châu chất nơi tiện sầm tây bò bò ma giá chạy tôm nâng
đây kế dân miền lôi ấy bàn tay dân nơi tại trong thưa tiếp đàm bay ấy đói dân ở trong ao ca đầy dân đọc thằng ham môi vị để tin môi vị tin nữa ở viên miên bị giàu này mình tham miên bị giàu sầm rạp luôn ấy rồi còn nghe đặt tay tôi tại miên bị giàu đôi kêu nhóm bạn cành lại nơi bị môi ha still hungry, still still hungry, still focused, still hungry, still focused. Cứ dân nơi tại clean, dân nơi tại focus, focus every time. Cứ dân tại dân nơi tại clean, mà dân nơi tại sai clean, dân nơi tại to, nơi là vậy là nhiên bị giảm. Mẹn nơi cả lại ní clean năng biến mẹn clean. Mẹ miên á tận này thai dương clean dương trong dương lốp ấy bàn tay dương lốp trong vậy thai dương lốp thưa nơ vậy đây là ỏ dương trong miên á tận này thai dương lốp bàn tay dương lốp thưa nơ vậy đây là ỏ dương trong ao vị này ti đại dương đo tầng hàm đó dương á đo bây giờ ở khuôn anh đo bây giờ ở nhà tập tới ai chui cua xa bán ai chui khuôn anh bán ai chui cua xa bán ai chui mà nộp bàn Okay. Thank you so much, Christine. Thank you, all the sisters. Can you share with me a little bit? Because I can feel, but I want, like, can you tell me the main thing, what they mean for the freedom, for yourself, for Maria, for Cesar, by English? Maybe some of our friend, interesting to listen a little bit the English, because I think this is very important. Yeah. It's for me. I am a mom. I have two kids. I have one special kid, but I never have excuse for make my time for learning, doing business, and learning with the team. I never have excuse. And for me, freedom is mean. I can work anywhere. I can work anywhere I want, and then freedom of time. Freedom of time. What it mean? Freedom of time. It mean today I bring my daughter to the hospital and take a blood test. My daughter take a blood test every week for the check the system. But example today I have a blood test for my daughter, so my team work still work. We have many people work for me, so I don't worry when I go somewhere and my team still work for me. It is my freedom. But I like not excuse like I'm half dead, I cannot work. But something is important for my daughter, for my family. Yeah, I could work anywhere I want, anytime right. I want. And over here we can learn about take care of my health, my beauty. That's why I like all the women like the beauty, right? So I love this business because I can learn about to take care of myself, to take care of my kid. And I have a good news for you. I have a good news, like my daughter take Resimac 20 and Cordimac 1, once for each morning and night, 6 months. And the medication is less 5 milligram. And at the first, when the doctor said to me, I'm scared because the medication that the doctor give for my daughter, I'm very scared about change. And then, I said, no, don't change. If I change, maybe my daughter is start over again. So I said no. I said don't scare, don't be scared. Because if the doctor give medication less,
I said no, it's okay, but now it's okay like for a month, but next month gonna less again the medication. Yeah, like we're gonna see together and follow up with my daughter. Yeah. Wow, that's right. Congratulations. Yeah, my mom the same thing too. So that's good. Good mom, yeah. And good leader. Yeah. Take care. Mom would be a big leader. Yeah. Who have the children we see. It's a lot of work. Yes. You special. You have a special. Yeah, and I even invite all the women, all the women join us and learning together, be healthy, yeah. Take care of your family and do in your business at the same time. So how about Maria and Cesar? What should they think about the freedom? No, yeah. If you can change, yes. If you can translate for them and all you, they can talk. Yeah, I think Bong Maria can share. Yeah. Okay. Yes, thank you very much, Christine. Yeah, I'm already talking about the Cambodian language. Yeah, just sharing with you and almost our team world, 55 countries. Yeah. So Maria, every day working at a factory, but we just spend 8 hours only. So this one, my freedom, because when I meet the new Khmer online, so I'm very happy. And then I can get more about my ability. And so I freedom for I thinking for anybody around me, and especially my family or my friend. So before I don't know how to do anything, because after I work, I come back, I just sleep and then play talking or see TV. Yeah, this one. Now when I meet the new Khmer, I'm very sorry why I lost much time. The last one, I very sorry about myself, because right now I think I now become rich person. I become yes. Rich. Yes. The money, why the money everywhere, every minute, every hour, money in front of us, because online can get many money. So only I spend half hour to my friend in the social media, even TikTok, even IG. So any person just see, wow, Maria share out the idea, very good. So you become the person very good. You can selling on social media. Before I'm very shy on the camera, I'm very shy. I said, enough for me, the salary. I no need to get any more money. But right now, after I see the person in the social media, especially our book club, yeah, Mr. Hill putting on, and then Bill Gates. I see Dan Lok, I see Jack Ma. I listen every morning, every when I sleep. So I said, why 1 minute for them? Very, very important. The money everywhere. Yeah, so I'm very thankful to New Skin, especially New Skin and YouTube. Any person, any country, so they know the best on New Skin the product. So I'm happy. Wow, why I can jump up with my best leader, Christian and Kim Yan. So why took me? I can get the product. I build the product before I sell out. My family must be you. All the product, this one make the hell
more have the health can good. So now I happy. Even though we start from tea, now I start from fair. So just sure now step by step I will good health. I remember my mom need the health good, and I, my son also need the health good. So all my relative. So that's why I said why I have freedom. So I can read book. No anyone complain me. I have I just say out the my idea that I can get ability. So I can say out. I'm very thankful to the social media, especially our team, especially the new skin. Yeah. I don't know long time. So from now on, I must be get up morning, listen the best man, best woman in the social media. So can we go to work? So any minute we can get any ability. So the money we don't enough for us. Even 1 million. So we don't set enough for 1 million. We can get more and more. All our world, yeah, because the money must be run, cannot stop. Yeah, it stop the one spoil, like the people die. So the money must be run around the world, yeah. So thank you very much, Titian, Kim Jan, and Victor, especially the social media. Please come up together, make the business in Nuuk Mai, especially Cambodian lady and worker, and then the housewife. Yeah, thank you very much. And then Raisa. Yeah, okay, thank you all sister. For me, yeah, maybe you know I love freedom in my life. Yeah, and freedom very important, and I have been learned before about freedom. Yeah, freedom, it means like we need 3 points of freedom. Like we need a financial freedom, health freedom, and time freedom. Yeah, it is enough for us. Like, yeah, if we have financial freedom and we don't have time freedom, yeah, it's not good for us. So we need financial freedom and time freedom and health freedom. Yeah, together. All right. So yes, yeah, we like your message. Yeah. Yeah. It's important. Like for me, sometimes I feel down when I heard someone say that, why you do this? Why you do that? Why you do online business? And sometimes I feel down, but I think why I have to care about them? Because it is me. I like freedom. I want to do what I love. Why I cannot do it? So that's why I ask myself, I don't care about anyone that think negative to me. Yeah, because it is me. I love freedom in my life. I want to do what I love. Yeah, it is for me, important for me. Freedom, I can do what I love to do. All right. And yeah, also about my mindset. Like we have to sing freedom also. Like I can sing, I have a choice to choose whatever I want. Yeah, it is me because on my profile also, I always say that I love freedom. I love freedom in my life, so I want to do what I love. I want to share my knowledge. Nobody know about me. If I don't share, nobody know. So. Right. I love to share what I know and what I learned from my teamwork, like our Khmer Global. Yeah, I really love this business because I can learn a lot from here, like Christine. She is our leader and she has beautiful heart. I really love her. And also teacher Kim Yan. Also teacher Maya. Yeah, thank you. Thank you. Oh, cool. Our sister just touched my heart because I think we the woman strong and beautiful all
and we're looking for all the women like us. So, and I'm challenging you, the woman, today. If you see our Facebook Live, whatever you live, who you are, whatever you do, if you have your mind to burn in desire to be joy to freedom, you can make your choices today and join our team. And I think on the social media, you see so many groups, but we believe we attract a good woman because we are learning every day to be better than yesterday. So thank you so much for watching our Facebook Live today. And thank you all the sister. And I love you all. Yeah. Thank you, Okun. Have a good day. Bye.